Kính chào quý khách đến với kênh Phi Nguyễn Mặt Tiền Tân Phú. Hôm nay em xin giới thiệu một căn nhà mặt tiền đường Vườn Lài. Căn nhà có diện tích rất là đẹp, ngang 5 dài 25m vuông vắng, kết cấu là 1 trệt 2 lầu, giá bán là 25 tỷ còn thương lượng nhiều. Căn nhà có vị trí cực đẹp, nằm sát vách với ngân hàng Sacombank, buôn bán kinh doanh cực kỳ sầm uất, xe cộ qua lại đông đúc, buôn bán đa ngành nghề. Nhà cách đường Lũy Bán Bích khoảng 50m. Đây là đoạn đường đẹp nhất của tuyến đường Vườn Lài. Nơi đây có lượng xe cộ qua lại cực kỳ đông đúc, nên được nhiều thương hiệu lớn lựa chọn để mở chi nhánh. Có thể kể đến như là The Coffee House, KFC, Cafe Highland. Ngân hàng thì có ngân hàng Sacombank, Techcombank, TPBank. Quý vị quan tâm đến căn nhà này xin liên hệ em theo số điện thoại xuất hiện trên màn hình. Hãy bấm like và đăng ký kênh để xem thêm nhiều căn nhà ở quận Tân Phú. Em xin cảm ơn.